Dạ bác em Lâm đây. Hôm nay là hết ngày lễ nên là nhà em cũng tranh thủ lại làm lại video. Một hai một rồi do công việc của gia đình và cũng như là nghỉ lễ và nhà em đặc biệt như dịp lễ các bác mua máy rất là mạnh. Thì hôm nay bắt đầu buổi tối em mới quay lại video. Thì một loạt bếp từ hôm trước em đã bán hết rồi, em quay lên em đã hết rồi. Thì hôm nay em một loạt bếp từ mới, thợ em người ta vừa dọn xong nên thì em bắt đầu vào quay video cho bác. Thì nhờ bác xem video là hôm nay em hơi bị khàn tiếng bởi vì là các bác đến nhà mua hàng đông quá, đâm mà vừa phải tư vấn công việc nó bận, đâm mà giọng hơi khàn. Thì các bác nghe lắng nghe video của em mà thông cảm em nhất. Thì đây em quay qua cửa hàng em trước. Thì nhà em thì mùa này chủ yếu là nhà em buôn điều hòa, thì các bác quay lên điều hòa thì nhà em rất là nhiều. Một dạng máy này là của bác khách ấy, bác thợ ấy là bác đã chuyển tiền rồi. Thì buổi sáng mai thợ em cho cuốn lại. Đây máy bác mua xong vừa mới chuyển từ trong nhà trong rồi, vẫn vất vừa bộn nhé. Thế thì các bác biết hình dung là nhà em rất là bận. Đây máy bù giáp các bác, nhà em đã giáp ở đâu? Đấy, trong nhà chưa giáp được, ngoài sân thì bộn bề. Nên là cũng rất mong các bác thông cảm cho em. Bởi vì nhiều bác gọi quá điện thoại quá mà em không nghe được thì mong bác thông cảm nhé. Thì em quay qua nhà em đây. Nhà em là Thanh Lâm Gia Văn Shop, địa chỉ ở Cầu Giàm, Tân Hương, Linh Giang, Hải Dương. Các nó cây gần sâu trong này. Để có nhìn số điện thoại nó dễ hơn. Số điện thoại em là 0377996066. Số thứ hai là số 0975360433. Thì cái số dưới này là của em, là chủ em cầm máy em rất là bận. Bởi vì rất nhiều bác gọi vào số dưới này cần em tư vấn, là đến nhà muốn mua máy em thì không gặp được em. Thì rất mong các bác thông cảm, thì ở nhà em thì cũng có vợ em và nhân viên người ta bán hàng cũng như em thôi, cũng trực tiếp như em thôi. Số trên thì các bác mua cứ dụng nhân viên theo số trên nhé. Bác nào mà cần lắp điều hòa hay là cần thiết lắm thì điện em số dưới. Của số dưới cùng là tên ngân hàng nhà em và tên tài khoản ngân hàng nhà em là Nguyễn Thị Thanh, chủ ngân hàng là Vietcombank. Đấy, để quay qua bác để bác làm mới xem video lần đầu để biết là nhà em. Thì hiện tại em đang quay cho bác một mẫu bếp từ Panasonic. Dòng này là dòng cực đẹp, bền, không kém điện. Có em tuyển cái con này thì cực kỳ là sắc nét, không có hiện tượng sơn si gì. Đấy, không có sơn si gì. Riêng đây có bác cái thợ đây, bác này cạo mất cái tem của em. Đấy, bác này mới làm, đợt này em phải thuê quá ông thợ. Má của nó là XF33E. Đấy thì có trách hộ em đấy. Bác thợ bác ấy mới học việc ở nhà, đâm ra là bác kỳ, bác cứ cắm cổ bác kỳ kỳ mất cả tem của em luôn. Vì mùa này em tuyển rất là nhiều thợ, vì vừa làm điều hòa vừa dọn bếp, xong rồi vừa bếp ga thì bán bác trong Nam kia rồi. Thế thì ngày mai thợ em sẽ không quấy bác vì bên Việt theo người ta nghỉ Tết lễ, bên em nghỉ lễ thì ngày mai mới tháo bếp với bác được. Thế một số chiếc thì bếp từ thì các bác xuống lấy gửi xe rồi. Thì hiện tại em đang có cái mẫu bếp từ âm này, dương này, dòng tầm 5 triệu này, 4 triệu dưới này, ở bếp dương này, rất là nhiều bếp âm, vít, cảm ứng, rất là nhiều. Thì em sẽ làm video hôm nay trước. Thì em đã giới thiệu các bác cái bếp này rồi. Thì đọc vòng má bếp cho các bác rồi. Con này thì cực kỳ đẹp. Riêng con này là chạy 3 từ, 2 sensor cảm ứng. Và đời cao thì nó sẽ không ghi số ký nữa, vì nó ghi sẽ ghi bằng IF. Thì nó sẽ đun của nó đều là full 3 ký. Trên này là 2 ký, nhưng thực tế là hai bếp là chỉ đun được 2,5 ký nhé. Đấy thì bật tắt bếp ở đây. Em vừa quay bếp vừa hướng bác dùng luôn bật tắt bếp ở đây. Đấy, bật bếp này, tắt đây này, bật là thì em để lò vào test bếp sao thôi. Nó có hai đèn là hai đèn sensor nhé. Đời cao thì nó sẽ không sáng đèn. Đấy. Đời thấp thì nó thêm cái đèn báo thôi, còn sensor nó làm gô đen đen này. Thì có các bác quay đây. Đây là bật bếp, các bác nhìn em, đây là bật bếp này. Bật đây là mình đun số luôn. Đấy. Tăng giảm số. Thì quay video thì nó sẽ phát ra những tiếng rít lên và những tiếng hú. Thì đấy là từ nó phóng ra thì mic điện thoại nó bắt được thì nó có những tiếng hú. Thì các bác nghe cực kỳ thông cảm của em ấy nhé. Còn riêng máy thì nó không phát ra tiếng kêu đâu, bởi vì nó chạy bằng từ, nó không có cái gì chạy bằng động cơ ở đây, nó không kêu. Đấy, nó chỉ có uống cái tiếng quạt gió thì các yên tâm là quạt gió này, quạt từ mà, nên nó không kêu đâu. Đây những tiếng rít, tiếng hú đây là những tiếng của từ nó phóng ra. Thế em nào mà em test bếp nước bắt đầu reo rồi đây. Còn bên này cũng dùng cũng vậy, bên này các bác bật đây. Em nhớ xem để sang bên này cho nó nhanh. Bật thì các bác cũng bật đây. Đấy. Thì đây là đun số, hẹn giờ. Bên này cũng vậy, hẹn giờ đây, không dùng hẹn giờ thì giảm đi, giảm vào nước tắt. Còn em không tắt bếp này thì tự động nó cũng sẽ tắt. Đấy, còn bên này thì nó có thêm nhiều chế độ như chế độ nấu cơm này, nấu cơm, nấu nước này, nó rất nhiều độ. Mình chọn chế độ xong thì nó nháy đầu mình chọn đấy. Chế độ cơm thì nó có 3 chế độ cơm khác nhau, mình chọn chế độ cơm, chọn xong thì mình bấm lên tự động nó nấu cơm. Đấy, nấu cơm thì mình, em đang chọn chế độ 3, 40 phút, đấy, rất là tiện, tự động nấu cơm. Đây tắt đây.
Còn bếp là bên này em không muốn tắt đi để tự động nó tắt được để các bác nhìn. Còn bếp vượt con thì nó ở trên cùng, thì em để lồi nó mới không nháy. Thì bật đây, bật đây là ô chấm đen trên cùng, đây là lấu, còn đây là số. Đây hẹn giờ, giảm giờ. À đây, nó đang nháy trên này để báo lỗi, nó tắt bếp trên đấy. Đây, giảm giờ tắt đi. Đấy, tăng số đi. Giảm đi. Đấy, vừa nó kêu là em không tắt bếp trên nên báo lỗi, tự động sẽ tắt. Vì em không có tắt tay để bác biết là nó tự động tắt bếp luôn. Còn dưới này nó cũng chế độ nấu cơm đây. Nấu cơm vào đây. Tăng giảm số đi. Còn muốn nấu cơm thì bấm vào đây. Đấy, chọn chế độ. Chọn xong thì mình bấm đây. Thì nó cũng chế độ nấu cơm. Bếp từ con này nó cũng chế độ nấu cơm cho bác nhé. Còn nhà ngăn nướng thì đây. Ngăn nướng mà bấm vào đây thẳng vào đây là nướng 20 so luôn, hiện giờ thì đây. Giảm số hiện giờ thì đây, chính mai so thì đây. Còn chế độ nướng thì ở đây. Đấy. Chế độ nướng. Đây, tắt đi đây. Nó nhiều chế độ nướng em không rõ đâu. Đấy, nó có rất nhiều chế độ nướng. Nướng nấu em thì từ từ nha, em bật đây là tự động đun luôn. Để cho nó nhanh. Nhanh gọn nhất. Còn đây là khóa bếp. Thì bật vào đây nó sẽ khóa tất cả ba bếp luôn. Thì nó hiện biểu khóa vào trên này. Từ khóa thì mình sẽ không bấm được bếp nào nữa. Đấy, không bấm được. Đấy, nó sẽ kêu tút tút không bấm được. Thì các bác tắt đi nhá. Mở lên nó sẽ vẫn khóa, bởi vì là khóa cho em mà. Còn ghim đây nó sẽ tắt đi. Tắt đi thì mình bật lại được rồi. Trên này mình bật lại được rồi. Đấy, trên này mình bật lại được rồi. Đấy, bật lại được hết rồi. Còn đây là cái mồm của con đàn bà. Cái mồm Nhật nó phát tiếng nói. Thì mình bấm đây nó to nhỏ. Bật đây thì to. Đấy. Bật vào đây thì nó nhỏ. Đấy. Và là thích nghe gái Nhật nó nói chuyện thì nghe. Còn đây là cái đài cài đồng hồ thì cái chức năng em không dùng cũng không để ý đâu. Đấy thì bếp cực kỳ đẹp. Riêng con này. Mặt kính các bác phải đeo kính lúc rồi mấy các bác biết là nó xước hay không. Vết con này nó có hai cái vết xước mờ thôi. Để em tắt bớt bếp đi. Thế cái là quay đây. Đồ vết xước mờ lắm, nhìn qua video thì bác không thể biết được đâu. Nhưng mà con này hầu như là nó đẹp khoảng tầm còn được à? Tầm 98-99%. Đấy, con ba là xước thì đẹp khoảng tầm 98-99%. Thì con này của em, bác thợ bác xóa mất cái tem của em rồi nên là nó mờ nên không nhìn thấy năm sản xuất. Thì bác nghịch, nhưng mà con này là ba là xước rồi. 100% ba là xước rồi, má đây rồi. Các check của em cái KZXF33E. Đấy thì có check làm của em với. Thì con này thì em cam kết với các bác là lúc em mới mua nó vào thì nó đẹp như bây giờ luôn chứ không phải dọn. Đây, đấy, em không tắt tự động có tắt rồi đấy. Thì lúc em mua trước này và là em khẳng định với các bác là nó nguyên zin. Và con bếp này thì như các con bếp khác thì em sẽ bao là đồ đạc nguyên zin. Tất cả đặt đồ trong bếp này là nguyên zin mạnh nhất, chưa qua rồi chứa lọc lưới zin, khăn ngăn nướng zin, không độ chế gì. Duy nhất trước này của em cái trước mặt BK này là trước mặt BK này là bị lai. Đấy. Cũng nói thẳng với các là bị lai. Nhưng mà nó lai thì em cũng biết là nó lai từ bên Nhật rồi chứ không phải về Việt Nam. Nhưng chắc ở bên Nhật người ta mất nên người ta mua thêm cái mặt này người ta lắp vào thì nó không đồng màu với cái chiếc bếp này. Đúng con này của nó là một... em không rõ nhưng mà trước này em hình như là nó bị thay mặt rồi sao. Thế là nhưng mà em thấy thì nó cũng lơ lỡ giống như xì phọt thôi. Nó cũng không có gì khác cả. Nhưng chắc ở bên đấy người ta lắp khung gỗ thì người ta cần nó bảng nó to hơn cho nên là người ta mua cái miếng nhựa này to hơn thôi. Đấy, tức là nó có nhiều kiểu lắp tre ở dưới để trang trí mà. Đây là chỉ là cái lắp trang trí thôi mà. Cái góc này là góc trang trí này khi người ta ốp gỗ vào. Đấy, đây là góc trang trí này. Đấy, góc trang trí nhưng góc này là góc zin nhá. Cái lắp này em nghĩ nó cũng là lắp zin. Nhưng mà có điều chắc người ta mua cái góc nét to hơn. Đấy. Thì trước này em đang bán với các bác là trước này là 10.500.000 đồng. 10.500.000 đồng này là em đã bảo hành với các bác từ 6 tháng đến 1 năm. Và các bác nào mà muốn mua thì em mà trước này mà không thích mua bảo hành ấy mà muốn mua đất bán đoạn ở nhà em thì em bán là 9.500.000 đồng, bảo hành có bác một tuần chạy chán chê thì thôi. Đấy thì bác yên tâm vậy, ở nhà em mua giá thấp hay mua giá dân em đều có chính sách hậu mãi, tức là đều hỗ trợ các bác sửa chữa. Thì bác nào còn bảo hành thì em sẽ bảo hành không mất phí, hỏng cái gì cũng được ở nhà em đấy. Riêng mua em là hỏng cái gì cũng được, không đổ lỗi cho người dùng, hỏng là các bác đành em. Thế này em chịu trách nhiệm được quá. Còn các thợ thì hết một tuần là quá, nhà dân mà muốn mua giá thấp hết một tuần bảo hành thì em sửa được kinh phí. Đấy, cũng bảo anh bác luôn. Còn đồ đạc em bao bác là mạnh qua chưa qua sửa chữa, đồ đạc nguyên zin. Đấy, cái góc này thì em thấy nó đang hơi lạ lạ thì em đang nghi vấn là có khi bên đấy thay hoặc là chưa thay, nhưng em thấy là nó zin tuyệt đối.
đấy thì em cũng báo qua các bác như vậy. Con này thì cực kỳ sắc nét, không một chấm bi ham luôn, cực kỳ đẹp luôn, chứ không có quảng cáo liên thuyên đâu. Đấy, bếp em chưa sơn xi này, đấy, nguyên bản nguyên zin luôn. Đấy, bác nào ưng thì alo cho em, con này thì cực kỳ vip rồi, full hai sensor ba từ rồi, không có gì để chê đâu, lưới đúc nguyên zin toàn tập luôn, nguyên luôn. Lò nướng thì cực kỳ sáng, con này là nướng tương đối đẹp luôn. Các bác quay sâu cho lò nướng này, con này lò nướng tương đối là còn đẹp luôn. Đấy, bác nào ưng thì alo cho em nhé, số điện thoại em ghi rồi, 10.500.000, bảo hành các bác từ 6 tháng đến 1 năm. Còn bác nào mà muốn đứt bán đoạn thì em bảo hành 1 tuần thì nhà em sẽ bán là 9.500.000 đồng. Đi giao lôi dài, chúng ta kết thúc bao đây để một quay sắp các chào quá nhé.